Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, nếp sống đạo của mỗi người con Chúa chính là bức thông điệp của Chúa gửi đến cho mọi người. Chính vì vậy, chúng ta cần có đời sống luôn tỏa ra ơn lành của Chúa ban cho. Đây cũng thành nội dung của bài học Kinh Thánh có đề tài Anh em là bức thư của Đấng Christ, nương trên lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 1 đến câu 3. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Câu gốc của bài học như sau: vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Cô-rinh-tô nhì chương 3, câu 3. Câu hỏi suy ngẫm, tại sao sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô, chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi? Các tín hữu Cô-rinh-tô là bức thư của Đấng Christ có ý nghĩa gì? Thư ấy viết bằng gì và viết ở đâu? Ngày nay chúng ta phải sống thế nào để cũng giống như là bức thư của Đấng Christ? Kính thưa quý vị, những giáo sư giả thường cầm những bức thư gửi gắm, tức là thư giới thiệu, đến với các hội thánh để chứng tỏ thẩm quyền của họ trên các tín hữu. Nhưng sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng ông không cần làm như thế, vì chính các tín hữu là thư gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi. Câu 2 phần A. Giống như bức thư chứa đựng tâm tình của người viết thư, sứ đồ Phao-lô ví các tín hữu Cô-rinh-tô như bức thư của chức vụ ông, một bức thư được bày tỏ cho mọi người đều biết và đều đọc. Câu 2 phần B. Nghĩa là đời sống biến đổi của các tín hữu Cô-rinh-tô được mọi người nhìn thấy. Và đây cũng chính là lời bảo đảm giá trị của chức vụ phục vụ Chúa của sứ đồ Phao-lô và các bạn cùng làm việc với ông. Không dừng lại ở đó, sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu Cô-rinh-tô thấy rằng đời sống được biến đổi của họ thật vô cùng quan trọng, vì sự đổi mới sau khi tin Chúa thể hiện họ chính là bức thư của Đấng Christ. Qua đời sống đổi mới, họ bày tỏ tâm tình của Đấng Christ, những điều Ngài dạy dỗ được họ áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, những điều luật này không phải viết bằng mực, vì mực có thể phai mờ theo thời gian, cũng không phải viết trên bảng đá như khi xưa lãnh tụ Môi-se nhận lãnh hai bảng đá luật pháp trên núi Sinai, vì đá có thể vỡ, nhưng được viết bằng chính Đức Thánh Linh trên tấm lòng của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Họ sẽ không thể quên giao ước với Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh giao ước mới khi Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho tuyển dân Israel khi Ngài đem họ trở về từ nơi phu tù. Theo Jeremy chương 31 câu 33, Ezechiel chương 11 câu 19, chương 36 câu 26. Không chỉ có các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước mà thôi, nhưng ngày nay tất cả chúng ta cũng là bức thư của Đấng Christ. Chúng ta sống trong giao ước mới được lập bởi công việc của Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống mỗi chúng ta. Và độc giả của bức thư đặc biệt này chính là những người chung quanh, bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Philip chương 2 câu 5. Để mọi người luôn nhìn thấy Chúa qua đời sống đổi mới của chúng ta. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, con thật sự vui mừng khi nhận biết đời sống con cũng là bức thư của Đấng Christ. Xin giúp con mỗi ngày được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh và quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời để vui sống trong giao ước của Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, mọi người có thấy được tâm tình của Đấng Christ
thể hiện qua cách suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta không? Bức thư Chúa gửi nhân gian chính là đời sống con đang tỏ bày. Nguyện xin ơn Chúa dẫy đầy, sống theo lời Chúa mỗi ngày không thôi. Hướng về lễ kỷ niệm Chúa Giêsu thăng thiên, xin mỗi người con Chúa mạnh mẽ sống thể hiện tình yêu của Chúa, để danh Ngài được tỏa sáng, nhiều người nhận biết tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.